không 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 chưa 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 khi phát cờ liêm đông, khi phát cờ liêm công vương không 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 và tới điều cũng là đạt giải tư trong môn môn nhảy xa với chuyên nhảy xa 5m30. Tiếp theo bạn không đạt giải tư giải wow 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 fucking đẹp giải xin hứa được rất nhiều vận động viên xuất sắc. Ngoài ra các bạn em giải nhất môn nhảy xa 1m, 5m60. Đã Tuấn Hiệp rồi, Tuấn Hiệp ra sân đâu có tiếng giao hòa đó. Tuấn Hiệp 1m50. Xin chúc mừng vì bạn đã xem được đến cuối video của tôi. Tôi sẽ xin được chia sẻ thêm một vài cách để bạn có thể nhảy xa tốt hơn. Số 1, luôn cảm nhận được cơ thể mình đang như thế nào khi đang bay trên không. Trước, số 2, tập với tại chân. Số 3, hãy nhìn cross trước khi nhảy. Đừng tập tất cả những ngày trong tuần, vì như thế cơ bạn sẽ không có thời gian để hồi phục, chúng sẽ bị mệt. Số 5, bạn có thể nhảy dây 100 cái trong 4 hiệp trên một ngày tập. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.